sàn Konnichiwa, Watashi wa Nhân Des. Xin chào các bạn, tôi là Nhân, hiện tại đang là giáo viên dạy tiếng Nhật. Ở video trước chúng ta đã học được rất là nhiều kiến thức. Thì các bạn, không biết các bạn đã ôn kỹ được chưa? Có thực hành được như thế nào chưa? Nếu chưa thì hãy ôn tập thật kỹ và sau đó luyện tập thêm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một cái cấu trúc ngữ pháp mới, đó là danh từ ga arimasu. Imasu là nói về nơi ở, sự hiện hữu của một vật, một việc nào đó, cũng giống như địa điểm cụ thể. Chúng ta hãy tiếp tục qua bài học nhé. Thứ nhất là danh từ ga arimasu, imasu dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của đồ vật hoặc người. Những vật hoặc người ở đây sẽ làm chủ ngữ trong câu và được biểu thị bằng trợ từ ga. Arimasu được dùng cho đối tượng không di chuyển được như đồ vật, cây cỏ, thời gian, lời hứa hay là xác động vật. Computer ga arimasu, Sakura ga arimasu, Koen ga arimasu. Đây là những cái động từ hay là những vật như là có cái máy tính, có hoa anh đào hay là có công viên. Imasu được dùng cho đối tượng có thể di chuyển được như là người, động vật hay là robot. Otoko no hito ga imasu, inu ga imasu. Có một người con trai hay là có con chó. Tiếp theo là danh từ địa chỉ địa điểm ní và danh từ ga arimasu imasu. Địa điểm nơi chốn mà danh từ hai ở được biểu thị bằng trợ từ ní. Watashi no heya ni chuke ga arimasu. Jimusho ni mirasan ga imasu. Là ở trong phòng tôi thì có cái bàn. Ở trong văn phòng thì có anh Mira. Có thể dùng một câu này để hỏi xem ở một điểm nào đó có cái gì hay không. Và khi đối tượng là vật thì chúng ta sẽ dùng là nani, còn khi là người sẽ là dare. Chikani nani ga arimasu ka? Restaurant ga arimasu. Ở dưới tầng hầm thì có cái gì không? Có cái nhà hàng. Ukechuke ni dare ga imasu ka? Kimura-san ga imasu. Ở quầy tiếp tân thì có ai không vậy? Kimura-san ga imasu. Để luyện tập thêm cho phần cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy luyện tập phần Renshu E1, E2, B1, 2, 3 và C1. Tiếp tục sẽ là danh từ địa chỉ địa điểm ní, danh từ hai ga arimasu imasu. Địa điểm nơi chốn mà danh từ hai ở được biểu thị bằng trợ từ ní. Tiếp tục sẽ là danh từ một quá danh từ hai địa điểm ní arimasu imasu. Trong một câu này thì người ta dùng danh từ một với tư cách là chủ đề và biểu thị đối tượng này ở đâu. Cả người nói và người nghe đều phải biết về đối tượng này. Vì danh từ một làm chủ đề của câu nên chúng ta không dùng trợ từ ga mà dùng từ quá để biểu thị chủ ngữ. Tokyo Disneyland wa Chibaken ni arimasu. Mira-san wa Jimusho ni imasu. Ở phần ngữ pháp phía trước á, thì chúng ta được học là Jimusho ni Kimura-san ga imasu, thì phần ngược lại này mình cái đối tượng được nhắc tới là Kimura, cho nên đối tượng được nhắc đến là Mira, cho nên Mira được đem đầu làm chủ ngữ là Mira-san wa Jimusho ni imasu, là anh Mira có ở trong cái văn phòng, cũng giống như là công viên Tokyo Disneyland thì có ở quận Chiba. Rồi khi muốn hỏi xem đối tượng trong danh từ một ở đâu thì chúng ta thêm dùng mẫu câu là danh từ một quá danh từ hai địa điểm ní arimasu imasu. Tokyo Disneyland wa doko ni arimasu ka? Chibaken ni arimasu. Là khi mà mình muốn hỏi về cái địa điểm đó có ở đâu thì chúng ta sẽ dùng mẫu câu này doko ni arimasu. Công viên Tokyo Disneyland thì có ở đâu vậy? Có ở huyện Chiba. Cũng giống như là Mira-san wa doko ni imasu ka? Jimusho ni imasu. Anh Mira thì có ở đâu? Có ở trong văn phòng. Trong câu khi vị ngữ đã rõ thì thay vì dùng động từ chúng ta có thể dùng des để nói. Ví dụ như là Tokyo Disneyland wa doko ni arimasu ka? Chiba ken des.
chúng ta không cần phải lặp lại thêm cái phần chủ ngữ phía trước là Tokyo Disneyland wa Chibaken ni arimasu. Vì như đọc như thế nó rất là dài, cho nên chúng ta có thể dùng ngắn gọn là Chibaken desu. Ở phần này chúng ta sẽ luyện tập thêm cái phần Renshu E 4. Tiếp theo sẽ là danh từ chỉ vật hoặc địa điểm, hoặc người hoặc địa điểm. No, danh từ 2 chỉ vị trí. Và những danh từ chỉ vị trí như là ue phía trên, shita phía dưới, mae phía trước, ushiro phía sau, migi bên phải, hidari bên trái, naka bên trong, soto bên ngoài, tonari bên cạnh, chikaku gần, aida là ở giữa. Ví dụ như chúng ta có những trường hợp như là chukue no ue ni shashin ga arimasu, là ở trên cái bàn thì có bức ảnh. Yubinkyoku wa ginko no tonari ni arimasu. Bưu điện thì có ở gần kế bên ngân hàng. Các bạn có thể ứng dụng tất cả những cái vị trí địa điểm trong cuộc sống của mình, ví dụ như trước nhà mình, sau vườn, hay là ở trên lầu, hay là ở phía sau cái bàn, phía sau cái tủ gì đó, để có thể luyện tập hơn thật rõ những cái địa điểm như là trước, sau, trên, dưới, trái, phải. Vì đây là những danh từ chỉ địa điểm nên giống như những trường hợp của danh từ chỉ địa điểm khác, chúng ta có thể dùng đổi từ đế ở trước chúng. Ví dụ như Eki no chikaku de tomodachi ni aimashita. Tôi đã gặp bạn ở gần nhà ga, hoặc là Eki no mae de, hoặc là Eki no migi de. Tất cả đều có thể ứng dụng được. Để luyện tập phần ngữ cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy luyện tập phần A3 5 và B3 4 5 nhé. Cộng thêm phần C 23. Tiếp theo nữa là danh từ 1 và danh từ 2. Trợ từ ya được dùng khi chúng ta muốn liệt kê tất cả những danh từ. Nếu trợ từ to được dùng để liệt kê những đối tượng thì trợ từ ya thì mình liệt kê một số đối tượng tiêu biểu từ hai danh từ đó lên mà thôi. Chúng ta có thể dùng trợ từ na đồ ở cuối danh từ để biểu thị rõ ràng rằng còn có những đối tượng khác ngoài đối tượng được nêu. Ví dụ như Hako no naka ni tegami ya shashin ga arimasu, hoặc là Hako no naka ni tegami ya shashin nado ga arimasu. Và trong cái hộp này sẽ có là thư ảnh. Ngoài những thứ như là thư ảnh này còn có thể có những thứ khác, nhưng mà chúng ta chỉ liệt kê tượng trưng thôi. Còn nếu dùng tố thì chúng ta phải liệt kê tất cả tegami to shashin to nani nani to, rất là nhiều. Cho nên chúng ta chỉ liệt kê những cái phần cụ thể và tiêu biểu thôi. Cuối cùng là từ hay cụm từ desu ka. Đại từ ka mang chức năng xác nhận. Người nói nêu rõ đối tượng cần xác nhận và dùng một câu này để xác nhận. Ví dụ như sumimasen, isisuba wa doko desu ka? Isisuba desu ka? Ano biru no naka desu. Xin lỗi, như siêu thị Bixi nằm ở chỗ nào vậy? Bixi Suba, siêu thị Bixi à? Bixi Suba desu ka? Nó ở nằm trong cái tòa nhà kia. Chirisosu wa arimasen ka? Đây là cách hỏi không phải là arimasu ka, mà là arimasen ka là cách hỏi tế nhị, có tính đến câu trả lời là không có, để thể hiện thái độ lịch sự của người nói. Bởi vì khi chúng ta hỏi một việc gì đó, không phải tất cả đều có thể có được, mà có thể là không có, cho nên người nói đã có thể lường trước hết được. Vật đó có thể là không có, cho nên hỏi là arimasen ka? Chirisosu wa arimasen ka? Có cái nước sốt tương ớt hay không? Có thể là có hoặc là không, đúng không ạ? Cho nên nếu mà có thì là arimasu, hoặc là không có là arimasen. Bài học chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Qua bài học hôm nay, các bạn đã học được hiểu thêm về danh từ ga arimasu và imasu phải không, cũng như những cái địa điểm nơi chốn mà vật hay người đó có tồn tại, để có những cái vị trí cụ thể như là trước, sau, trên, dưới, trái, phải, thì các bạn có thể luyện tập thêm trong phần sách giáo khoa, phần Renshu B, C, cũng như nghe thêm phần nghe của tài liệu kế bên. Vẫn bỏ một câu nói là muốn nhanh thì phải chậm, các bạn hãy luyện tập thật kỹ.
Hãy học thật nhuần nhuyễn để có thể ứng dụng một cách thành thạo và linh hoạt nhất. Cảm ơn các bạn chú ý lắng nghe nha. Chúc các bạn học tốt.